Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm nay mình live đột xuất. Có người có một cái nick Nguyễn Ngọc, Nguyễn Bảo Ngọc gì đó. Inbox mình kết bạn xong inbox hỏi mình có biết Hà Văn Sơn live không? Hỏi mình biết nhà báo Hà Văn Sơn. Tôi nói mấy cái tên chống cộng ở hải ngoại, mấy cái thành phần mà lên mạng mà tự xưng là nhà báo rồi quý vị. Chỉ có dân trong nước, một số các cơ quan trong nước người ta không hiểu tụi nó thôi. Rồi nào là biệt kích Hà Văn Sơn, rồi nhà báo Hà Văn Sơn. Cái ông này là một cái tên nổ. Hà Văn Sơn này là một cái tên gọi là tại về nước được một số các cơ quan nhà nước người ta đón chào, thấy những người có chế độ cũ quay về là bờ, được đón chào hỏi thăm. Đấy, các bạn thấy bắt đầu lên mạng rồi mở kênh rồi là lấy được cái view câu like rồi bắt đầu bịp lên mạng lừa những cái người mà truyền thông đồ họ không biết đó. Toàn là mấy cái tên gọi là nhà báo tự phong. Ông Hà Văn Sơn này mà bị kích con khỉ khô gì, trước năm 75 ông ta là một cái tên gọi là đi chỉ điểm, gọi là giết những người cách mạng của mình đó. Anh chị các bạn biết Hà Văn Sơn này chứ mà bị kích khí khô gì, mấy tờ báo trong nước không biết thì tăng bốc ổng lên gì thôi. Rồi nhà báo các bạn tưởng đâu nhà báo ở bên Mỹ này muốn làm nhà báo bộ dễ làm sao, phải có trình độ học vấn ít nhất là 4 năm đại học, học về journey, học về báo chí truyền thông chứ phải giỡn đâu, ra trường còn phải thực tập nữa. Qua Mỹ thì mấy ông chống cộng thì bắt đầu chống cộng bằng mồm, bắt đầu thu thập tin tức rồi bắt đầu xuyên tạc chống phá rồi tự phong lên nhà báo, bắt đầu lên mạng cái nhà báo, toàn là nhà báo mà ở ở hải ngoại. Dân trong nước thì tin ầm ầm ào ào. Bởi vì nhiều khi tôi nói tôi chia sẻ nhiều khi nó thật quá thì nó mất lòng anh chị các bạn đúng không, nhưng mà thà là tôi mất lòng chứ tôi không phải lên đây để đăng mà nịnh bợ hay là để được điểm này điểm nọ. Có nhiều người nghĩ rằng tôi lên mạng đấu tranh để đặng là được ân huệ gì đó ở chính phủ Việt Nam sẽ ban cho tôi cái ân huệ gì đó. Tôi đấu tranh ở bên nước Mỹ này nè thì mấy cái đám chống cộng nó được tôi nó đã đảo đó, nào là nó treo bảng trục xuất tùm lum. Về Việt Nam thì cũng bị mấy cái tên trong nước nó cũng dí bẻ đòi bẻ lội giò lội cẳng. Lội giò lội cẳng mình không nói theo nó thì nó chửi mình chơi bài ba lá, các bạn thấy đó. Chứ tôi có lợi dụng, có nhiều người nghĩ mắc cười lắm, nói là tôi đã lên để đặng định bợ cơ quan nhà nước Việt Nam để đặng mà được được gọi là chính sách khoa ưu đãi này nọ. Tôi té ngửa, tôi nói thật là buồn cười, họ suy nghĩ một cách rất là mất, nó rất là buồn cười. Tại vì con người của tôi sống bên Mỹ này tôi quen là thấy cái gì tôi nói cái đó vậy thôi. Các bạn thấy như cái ông Hà Văn Sơn này, tên này vừa rồi tôi nghe cái bạn mà Nguyễn Bảo Ngọc thì nói là Hà Văn Sơn là đòi chính phủ Việt Nam là phải xin lỗi những người mà vượt biên thiền nhân á, bà nội gia đúng là cái thứ gì đâu không. Vượt biên là đã phạm pháp rồi, đất nước lâm nguy thì bỏ chạy mẹ hết, đâm đầu đâm cổ ra Biển Đông, thằng nào cũng lên tố cộng sản để đặng mà được tị nạn chính trị, thực sự ra thì toàn là tị nạn kinh tế không. Các bạn thấy bởi vì sàng lọc thanh lọc đấy. Những cái quốc gia bên châu Âu nó cho tị nạn toàn là kinh tế, Canada cũng vậy. Còn những người mà có chế độ cũ là chiếm một phần rất là nhỏ. Tôi nói các bạn, một cái phần rất là nhỏ, chứ đâu phải dễ đâu. Bởi vì cái thời gian đầu mà những người mà bỏ nước đi, khi mà muốn vào Mỹ, Mỹ nó từ chối anh chị các bạn. Ông Biden là người mà gọi là từ chối, phản đối vấn đề mà nhập cư của người Việt rất là mạnh trong cái thời gian đầu. Sau này, cái cộng đồng quốc tế nó lên án quá cho nên mới 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 dớt mấy mấy người mà chế độ cũ, hay một số những người mà tị nạn gọi là kinh tế thì thôi, chứ xin lỗi con khỉ khô gì mấy ông này
gọi là cơ hội chính trị. Về Việt Nam thì nói theo Việt Nam, qua được Mỹ rồi bắt đầu thì nói theo kiểu Mỹ. Mấy cái thứ này là thứ dòi bọ, cái thứ mà gọi là chỉ sống gọi là tiên truyền xảo trá bịp bợm để đặng câu view câu like kiếm cơm ăn thôi, gọi là chống cộng nửa mù. Cái đám mà tôi gọi là đám ngụy nô ô hợp, cái ông Hà Văn Sơn này mà mà nhà báo không chỉ khô gì, tại vì các bạn không biết thôi, trên mạng này nhiều ông tự xưng là nhà báo thiếu gì ra nói tin tức riết rồi được được cái câu view số lượng người mà gọi là chống cộng rồi nó tham gia ủng hộ đông, bắt đầu thành nhà báo, giống như cái thằng cùng cùng điên điên Trương Quốc Huy giống vậy, lên mạng làm y như thiệt, bắt đầu nó làm những cái background á, tưởng đâu là ta đây là nhà báo rồi đưa tin rồi ghê gớm lắm, mà toàn ngồi là bóp cướp mũi hửi đít nhau nghe thôi, tung hô với nhau thôi để đằng câu view câu like tào lao bà. Thành ra tôi thấy cái chuyện nghe có cái người cái nick mà Nguyễn Bảo Ngọc hỏi tôi giật mình, tôi nói chàng ơi, tôi đưa cho mấy cái thông tin về ông Hà Văn Sơn đó, ông này mấy nhà báo gì báo đời có còn là bị kích nữa chứ, những cái thành phần chỉ điểm ngày xưa mà bị kích không khỉ gì. Trời ơi, các bạn biết ở bên Mỹ này mấy ông mấy tay mà chống cộng hả, nó giả đủ kiểu đủ cách tới nỗi mà nó giả cả đề đốc, phó đề đốc hải quân luôn, các bạn thấy nó lừa cả cha chú nó, mấy cái thằng mà chờ lóc nhóc lôi trôi treo như con dồi á, nó lừa các bạn biết, nó mặc đồ quân phục rồi vô bánh bánh ít bánh tiêu ba cái đồ trời trời, là giống như Việt Nam mấy cái thằng thằng mà gọi là yêu chưa yêu đồ lính đó, đi mua ba cái đồ chợ trời rồi nó bán trên mạng, cái về đội lên đầu mới đi cần yếu cần hến à, bánh ít bánh tiêu bù lo con tán đội lên đó là sĩ quan này sĩ quan nọ cấp tướng cấp tá, các bạn thấy nó ghê lắm, như cả ngay cả cái ông Đỗ Thông Minh mà các bạn thấy có học hành ra hồn vía gì đâu mà nó còn tự phong còn còn được tự phong lên làm tới học giả, các bạn đánh trên mạng cái học giả Đỗ Thông Minh coi, cái lý lịch mà bản gốc của ổng tôi còn giữ, tại vì khi mà tôi nói lúc đầu rồi quản hồn lấy xuống, bây giờ mấy thằng kia nó viết thêm bớt vô, nó thêm mắm thêm muối vô, học giả Đỗ Thông Minh thế này thế nọ đồ hoành tráng lắm, toàn là lừa đảo bịp bợm, còn cái bản mà bản gốc lý lịch của ổng viết hồi lúc đầu chưa có ai biết đó. Đi học qua đi du học trước 75 qua Nhật, học gì quá chất, học dở dang, các bạn thấy tôi bắt đầu tham gia tổ chức Việt Tân bất mãn, không thấy không thấy không ngon rồi, cơm không lành cháo cơm cháo không ngon rồi bỏ, bắt đầu đi viết sách chửi cộng sản chửi Bác Hồ xuyên tạc Việt Nam, cái ông đó các bạn biết đụng bạch mặt ổng đụng đụng tim đen ổng chèn rồi ổng chửi tục không không thấy nóng lạnh nữa thôi. Thế mà học giả đấy, học giả Đỗ Thông Minh rồi giờ nhà báo biệt động biệt kích Hà Văn Sơn, nghe ớn chờ đầu, mấy cái tên chống cộng hải ngoại toàn là lũ bịp bợm lừa đảo, có thằng nào ra hồn vía gì đâu, chỉ có dân trong nước không biết tụi nó là thằng nào thôi, không biết cái đám đó là ai thôi mới tin nó thôi. Thôi thì mình chia sẻ về cái tên mà gọi là Hà Văn Sơn, rồi thấy có người hỏi mình tóm tắt cái lão đó để các bạn biết về cái tên Hà Văn Sơn, toàn là bịp bợm không có gì ơi, bởi vì nhiều người tin ầm ầm mà vào ở trong nước, ngay cả những cái bên cơ quan nhà nước cũng vậy, họ họ không nắm sát được những cái thông tin của những cái thành phần chống cộng hải ngoại đâu, tôi nói thật ấy, tại vì những cái lý lịch những cái hồ sơ những cái mà họ làm việc ở bên Mỹ này những cơ quan nhà nước khó mà nắm bắt được, chỉ có người nào ở gọi là ở trong tụi nó thì mới biết thôi, ở trên đất Mỹ này mới biết tụi nó là ai thôi, mà ít ai dám nói lắm. Nói đi à, rồi sẽ biết, đụng tới tụi nó bát cơm chén gạo của nó kéo nhau tới nhà tới cửa à, nó kéo nhau nó tới nó biểu tình biểu tiết
đã đạo. Làm ăn mà sống trong cộng đồng của tụi nó thôi, rồi sẽ biết nếm mùi gì với tụi nó. Thôi mình tạm dừng lại đây nha, xin chào quý bệnh nhân các bạn, bye 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 bye.